Tin tức về tình trạng nguy kịch của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un sau ca phẫu thuật tim vẫn liên tục được truyền ra. Mới đây, nhà chiêm tinh Chu Văn Quý đã lên tiếng cho biết, ông quan sát thiên tượng và nhận thấy kiếp nạn của Kim Jong-un đã đến. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang có vấn đề về sức khỏe sau ca phẫu thuật tim. Gần đây, nhà bình luận Kim Chấn Đào đã thỉnh giáo ông Chu Văn Quý, một nhà nghiên cứu thuật chiêm tinh, để hỏi về vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Chu nói, ông đã quan sát thiên tượng và phát hiện, vào ngày 20 tháng 4, có hai ngôi sao chổi với quỹ đạo hàng trăm ngàn năm đã quét ngang qua chòm sao lục báo Camelopardalis. Chòm sao đối ứng với Kim Jong-un, kiếp nạn năm 36 tuổi này của Kim Jong-un sẽ khó mà thoát được. Chu Văn Quý nói, về các sao chổi được nói tới trong lịch sử cũng không phải là chuyện nói chơi. Ngôi sao chổi 280.000 năm mới tới một lần này, vào giữa tháng 3 đã bắt đầu bay ngang qua chòm sao Thiên Long Draco. Trong lúc bay ngang qua ba ngôi sao đầu tiên của nhóm sao Bắc Đẩu, Big Dipper đã chạm phải chòm sao lục báo. Máy đọc sách Kindle giá sốc, máy tính bảng giá sốc. Lần này, hai ngôi sao chổi đồng thời tiến vào chòm sao lục báo, tình thế của bán đảo Triều Tiên sẽ có biến hóa lớn. Cổ nhân có nói, thiên thủy tượng, chi cát hung, ý rằng trời xuất hiện các hiện tượng, nhìn vào có thể biết được điểm lành dữ. Năm 613 TCN, trong cuốn Xuân Thu, có chép lại rằng, mùa thu tháng 7, có sao chổi nằm ở nhóm sao Bắc Đẩu. Xem ra kiếp nạn của Kim Jong-un đã tới rồi. Thúc phục quan nội sử thời nhà Chu sau khi thấy hiện tượng này đã đưa ra một dự ngôn là không quá 7 năm, quốc vương của ba nước Tống, Tề, Tấn đều sẽ chết bởi loạn động. Và lời dự ngôn này về sau đã ứng nghiệm. Vào ngày 20 tháng 4, CNN đã dẫn lời một quan chức của Mỹ nói rằng nước Mỹ đã nhận được tin tình báo nói rằng Kim Jong-un sau khi thực hiện phẫu thuật tim thì đã bị biến chứng, đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Tin tức tình báo của Mỹ cho thấy, Kim Jong-un gần đây đã trải qua một ca phẫu thuật tim mạch, dù cho có thể giữ được tính mạng, nhưng rất có thể sẽ phải sống thực vật. Vị quan chức này nói, đương nhiên chúng tôi đã biết rằng tin tức của Triều Tiên bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp phong tỏa. Rất khó mà biết được tình huống thực sự, nhưng nước Mỹ đang giám sát chặt chẽ các tin tình báo có liên quan. Kênh CNBC của Mỹ cũng nói rằng, tin tức tình báo của Mỹ cho thấy, Kim Jong-un gần đây đã trải qua một ca phẫu thuật tim mạch. Dù cho có thể giữ được tính mạng, nhưng rất có thể sẽ phải sống thực vật. Tờ Daily Anka của Hàn Quốc cũng đưa tin, một người giấu tên ở Triều Tiên tiết lộ rằng vào ngày 12 tháng 4, Kim Jong-un đã tiến hành phẫu thuật tại phòng khám Hương Sơn, thuộc Bình An Bắc Đạo Diệu Hương Sơn bệnh viện dành riêng cho gia tộc nhà họ Kim. Người thực hiện ca mổ chính là các bác sĩ cấp cao đến từ các bệnh viện thuộc Trường Đại học Y khoa Bình Nhưỡng, Bệnh viện Hồng Thập Tự Triều Tiên, Bệnh viện Kim Vạn Hữu Bình Nhưỡng. Người tiết lộ thông tin nói, tim mạch của Kim Jong-un từ tháng 8 năm ngoái đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, hút thuốc lá, béo phì và làm việc quá sức là những nguyên nhân khiến sức khỏe của ông ngày càng sa sút. Kim Jong-un lần cuối cùng xuất hiện công khai là vào ngày 11 tháng 4, tham gia một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, đảng cầm quyền hiện nay ở Triều Tiên. Ông đã không tham gia cuộc họp Hội đồng Nhân dân tối cao vào ngày 12 tháng 4. Ngày 14 tháng 4, Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa, Kim Jong-un cũng không thấy xuất hiện, sự kiện mà ông thường ít bỏ qua trong quá khứ, phía chính quyền cũng không đả động một câu nào tới ông. Ông Kim Jong-un và các quan chức cấp cao Triều Tiên viếng cung mặt trời Kim Su-sun năm 2017. Ngày 15 tháng 4, Kim Jong-un lại tiếp tục vắng mặt trong ngày mặt trời, một hoạt động kỷ niệm quan trọng ở Triều Tiên. Hoạt động này là để chúc mừng sinh nhật ông nội của ông là Kim Il-sung, Kim Nhật Thành. Tất cả những sự việc trên đã làm cho ngoại giới nghi ngờ về tình hình sức khỏe của ông. Đây là lần đầu tiên ông vắng mặt trong sự kiện này kể từ khi nhậm chức vào năm 2012. Thái Vĩnh Hạo, cựu công sứ Triều Tiên ở Anh, một người đào thoát khỏi Triều Tiên nói rằng sự kiện này rất bất thường. Ông nói với Reuters rằng sự im ắng của truyền thông chính thức của Triều Tiên là một điều không bình thường, bởi vì trong quá khứ, chỉ cần các giới nhắm vào địa vị lãnh đạo của Kim Jong-un thì lập tức truyền thông sẽ có hành động đáp trả trong vòng vài ngày. Để chứng minh rằng ông còn sống, hơn nữa thân thể rất khỏe mạnh nhưng lần này lại yên tĩnh một cách đáng ngờ. Ông nhấn mạnh, Kim Jong-un vắng mặt trong ngày mặt trời là tình huống trước nay chưa từng có, điều này cho thấy rất có khả năng đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Vào ngày 23 tháng 4, tờ Tokyo Shimbun đưa tin, một người thạo tin ở Triều Tiên nói rằng, những người tùy tùng đi theo Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Bởi vậy ông chuyển sang cách ly ở một biệt thự đặc biệt ở Nguyên Sơn, chỉ đạo công việc từ xa,